Hiện tại thì Tơ Quy Tơ Lộc đang có mặt tại nơi nghĩa địa mộ cổ Phù Danh. Rồi thì ngày hôm nay tiếp tục vào tại lễ tại nơi này đó, tại nơi mộ cổ Phù Danh. Phía trước tôi là nơi núi rừng và ở đây là mộ cổ, và tại nơi này là một nghĩa địa luôn. Đây là nơi nghĩa địa. Rồi, để tiếp tục thì tôi sẽ tiến vào bên trong nơi mộ cổ Phù Danh. Và ngày hôm nay tiếp tục tại lễ tại nơi mộ cổ này, bài 2 đó, rực rỡ miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Thì tiếp tục quay lên thiên, và hiện tại trời đang dần tối rồi thì tôi ta sẽ tiến vào bên trong. Rồi, nơi này ngày nào quấy lên thiền luôn thì ai cái lọc ở đây phụ chân đi ta là tại nơi một cổ Phù Danh này, 32 rực rỡ. Quân giờ thì ở đây không có một bóng người, thì chỉ có một mình tôi đang đây. Thì ở đây có vong linh chết cháy rất ghê rợn. Đêm đêm hiện hình rất ấn được. Nơi này cực kỳ linh thiêng. Rồi, trước mặt tôi là một nơi mộ cổ. Ở nghĩa đây là cái bao gì này, bao gì để bữa giờ đợi biết thôi. Hồi bữa chắc tôi cũng dở rồi, rác rến gì trong đây, còn rác rến không quải luôn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ tới đến tại lễ tiếp theo, 32 cực kỳ linh thiêng. Thì ai cứ lọc qua đây tại lễ tâm linh rất là ghê rồi. Và ở đây chỗ đây là đang đại nhang thôi này đó. Thì chỗ đây tôi cúng. Rồi, ở trước đây là một nơi ngọn núi rất là thiêng. Núi này là Bạch Cúc Tinh. Đây là một cổ tiếp tục ngày mới này. Thì tôi sẽ tiến hành tại lễ. Và hôm nay thì cũng có trái cây. Ở đây là chim chóc kêu ầm sầm luôn. Đó, quốc là kêu. Ở đây thì cũng gần cái đồng ruộng ở phía kia thì có quốc nó kêu. Rồi tôi sẽ đặt đồ tiếp tục. Tôi đang đem một giỏ sách, bữa nào cũng kèm theo cái giỏ sách. Rồi.
quá rực rỡ. 32 đó, ai cái lọc ở đây thì tàu phụ ta là chuyến đi để mà mua trái cây bánh trái. Ta là tiếp tục ngày mới. Ở nơi này ngày nào cũng có tài lộc rực rỡ. Người bộ của vũ danh nghĩa địa. Ở đây thì các bông linh rất là nhiều chết on và thường báo mộng. Đó. Rồi, trong video xem ai chưa đăng ký kênh nhớ nhấp vào chữ đăng ký để cập nhật theo dõi thông kênh hoặc là chia sẻ vào Facebook Hồ Kỳ Lộ. Tiếp tục khám phá tại nơi này đó. Và tại đó ngày hôm nay thì tôi cũng mua bơm, lúc nào cũng bơm. Chơi tay bơm cho nổ luôn. Nó lúc nào cũng có cái bơm này thì mới thêm bơm. Và hôm nay thì cũng có chút sữa. Thì ai phụ nhân đèn đó, mỗi chuyến đi thì có số tài khoản phía dưới nhắn tin hoặc là trên màn hình đó, phụ chuyến đi hoặc trả lời để giúp mua những trái cây mỗi chuyến đi như trả lời các vị này nơi này đó. Tại là nhiều thì mới có lọc nhiều. Rồi thì hiện tại tôi đã đặt đồ xong. Hiện tại lúc nào tại nơi này thì đang lấy đồ thì có luồng gió và thổi lên, lúc nào cũng vậy, rất ghê rợn tại nơi này đó. Bông linh chết cháy tại nơi này đó, thường hiện hình và bóng điên điên tại này phía trước kia. Rồi thì đèn tôi đã thắp sáng rồi, tiếp tục gió lên ầm ầm này, lạnh cả người.
tiếp tục thì này ai cái lọc ở đây thì phụ ta là đó, của ít lòng nhiều. Cho đi rồi mới nhận lại, đưa đi cũng như là cho đi đó, cũng như ta lỡ thì sẽ nhận lại được cái lọc rất lớn. Mình có lọc mà không ta lỡ thì cũng không có được lọc nhiều. Rồi hiện tại thì tôi đang thắp nhang tiếp tục ngày mới. Thì hôm nay ta lỡ những thấy bơm này tiền nhân bạc hai hộp sữa. Hiện tại nổi gió quá trời luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thì tôi đến đây cũng như tiếp tục ta lại trái cây sữa tiền vàng bạc này. Và các vị tại này chết oan chết đức chết bơm chết đạn chết đường chết xé oan dòng tử mạng ở đây. Và các vị thổ đất quỳnh thổ dê thần thổ nậu dê diên trạch hoa dê bốn cư thanh long bạch hổ cây keo bóng mát đình trung biểu mạc và thành vàng bốn sứ bạch mã thái giám hoàng trang quốc lý thượng trướng đất đai quyền trướng đồ lộ ở đây. Thì tại nơi mộ cổ vô danh nghĩa địa đó, có các vị chết cháy rất linh thiêng. Và tại nơi này hiện tại thì tôi ta là tiếp tục ngày mới. Thì ngày mai rực rỡ tiếp theo thì cho dựng đứng trứng gà lên đó, trứng gà thể dựng đứng thì sẽ thành hiện thực ngày mai đó, lập lớn luôn đó, hiện linh và linh đứng tại nơi này. Thì các vị ở đây chúng dán thì cho dựng đứng trứng gà lên cho tôi biết có sự linh thiêng hay không. Thì ứng lọc ta lại lọc lớn tiếp tục ta lại tại này đó. Thì ai có lọc đây ta lại thì tôi đang sẽ cho dựng đứng trứng gà này lên và soi sáng ngày mai. Đó, tôi đang quay cái ngọn đèn này và số sáng cho ngày mai thì hiển linh. Và trước kia là một nơi ngọn núi đó, rất thiêng nè, dân tộc bạch cốt tình. Ở đây là một cổ phụ danh và ở bên đây là nghĩa địa kinh khủng luôn. Thì tôi sẽ cho dựng đứng trứng gà tiếp tục. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ tăng lên đó. Hôm nay thì 40 40 nghe rồi, 41 trời ơi, 42 nghe nữa rồi, 43 kiểu nó bóp luôn, 44 nghe nữa rồi, 45 hiện tại trời đang nổi gió lên và lúc nào cũng vậy. Hiện tại tôi cho dựng đứng trên ghế thì nổi gió lên 45 nghe nữa rồi, 46 47 48 rồi thì 48 đã hít như keo đó, thì 48 đã hít như keo quải đạn luôn đó, nghe như dòng chính giữa luôn đó. 48 đã đứng tại này, nồi ốc cục tay chung xung cặp quay. Thì 48 tại này đã dừng đứng, 48 84 tại này, 48 84
48 ngược lại 84 đó. 248 284. Rồi, lọc này thì cho dựng đứng 48 vị trí này. Đó, bùa vị số luôn, 48 luôn. 84. Chúng đặc biệt. Thì có lọc tạ lệ tại này, tiếp tục ngày mới này. Đó. Tại người ngọn đèn thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngày mai rực rỡ. Thì có lọc tạ lệ. Thì tôi sẽ đốt tiền dân bạc này. Rồi, 48, 84, 84. Trời, trời rất nổi gió lên. Đó, đèn kia, nếu mà điện kia thì sẽ tắt luôn. Rồi, chỗ đây các vị nhận tiền rất là nhiều. Rồi, thì anh em đây, 48, 84 tại này này. 248, 284. Rồi, quý vị nào chưa đăng ký kênh, nhớ nhấp vào chữ đăng ký để cập nhật theo dõi từng kênh. Tôi vì tờ lọc tại đây, mộ cổ vô danh. Rất lên tiếng.